sơ tán rồi không? Công ty Nguyễn Hạ à, thực hiện ngày 15 nghỉ kìa. Công ty Nguyễn làm kìa. Công ty Nguyễn làm kìa. Ừ, hưởng 15 ngày mình được hưởng. Thì nói cũng mất lương gọi là thành tích. Chúng em học vấn đề mới. Từ rác lương đó là cuốn sách chưa biết gì mà có đâu chẳng làm năm giờ lắm rồi tới 5 giờ là chị nghe tiếng cầu chị gọi nhà con thì dẫn ông bà nội con à lâm cũng nhớ mẹ cũng kêu thì thường chứ không như mà cũng thấy mẹ là ba thằng nói mẹ mấy tuổi rồi mấy tuổi mấy? Bốn tám. Ai biết mai em gọi luôn một không thôi mà trừ ra chị chắc chị làm được cái nội chứ 4:10 cái đó thằng lớn 4:30 cái đó thằng nhỏ cái sắp một cái chở đi học thêm ai biết học được trường khai trường thằng học mẫu giáo thằng học lớp 3 hả. Rồi cái vị đó đi ăn cơm đi học thêm mua làm.